Vợ chính thất là kẻ thứ ba, đám cưới không có hôn thú và hai cô gái có bầu cách nhau chỉ một tháng. Những vụ bóc phốt vợ, chồng hay người yêu ngày càng tràn lan trên các diễn đàn mạng. Có những sự thật mà mọi chuyện đã xảy ra, người trong cuộc mới vỡ lẽ. Cụ thể là câu chuyện mới đây, nhân vật bóc phốt là cô vợ chính thức nhưng lại là người đến sau. Còn cô vợ được tổ chức đám cưới rõ ràng thì không có hôn thú. Trong khi đó cả hai cô đều có bầu và chỉ đẻ cách nhau một tháng. Biết bạn có con với người khác nên nhường cho cô ta cưới trước. Cô gái tên U là vợ chính thức của anh chàng bị phốt, có đăng ký kết hôn vào tháng 10 năm 2020. Thế nhưng, điều đáng nói là anh lại tổ chức đám cưới với cô T vào tháng 7 năm 2020. Cô vợ chính thức nhắn nhủ với người đang mang danh nghĩa kẻ thứ ba. Thứ nhất là mình và chồng đã đăng ký kết hôn và sống chung hơn 1 năm rồi. Bạn ấy cũng đã biết hai đứa mình sống với nhau từ Tết năm ngoái. Còn chuyện bạn ấy giấu gia đình bạn ấy thì lỗi tại bạn. Thứ hai là hai đứa mình đã có con với nhau và bé đã được gần 6 tháng tuổi, hơn bé kia 1 tháng tuổi. Thứ ba là mình đã biết chồng mình sai khi đã có con với bạn ấy và mình biết tin khi chồng mình thông báo có con riêng từ năm trước với mình. Chồng mình và gia đình bên bạn ấy đã giải quyết êm xuôi năm trước rồi và đã không còn liên lạc từ lâu rồi và hứa chu cấp cho con đầy đủ hàng tháng chứ không như lời đồn. Thứ tư là gia đình bạn ấy ép phải có trách nhiệm với con, buộc phải làm đám hỏi, đám cưới, nếu không làm sẽ phá thai. Bạn ấy khóc lóc đòi sống đòi chết này nọ. Gia đình bạn ấy nói rằng giải quyết xong xuôi thì chồng mình muốn đi đâu, muốn lấy ai thì lấy. Mình và chồng bàn bạc xong xuôi chấp nhận chuyện đó vì thương con nhỏ. Lúc 1 năm trước sao không phá mà đến đúng ngày cưới thì gia đình bạn đó đang lên mạng đòi phá cho bằng được. Thứ năm là mình mong bạn ấy ra mặt để ba mặt một lời, đừng để gia đình bạn đến phá này nọ, bịa đặt thông tin để bêu xấu chồng mình. Nếu mấy bạn còn muốn phá cho hôi thì mình đành nhờ cô An vào cuộc, chấm hết. Nhiều người nói cô U này khôn, được pháp luật công nhận vợ chồng chính thức là quá chắc chắn rồi, nhưng vấn đề phải kể đến là anh chồng kia yêu một lúc hai người thì mới dẫn đến tình trạng hai cô gái đều có thai, chỉ cách nhau một tháng. Được làm cô dâu đám cưới linh đình nhưng vẫn là kẻ tay trắng. Không thua kém chính thất, cô gái dại dột tên T cũng đáp lại như sau. Thứ nhất, mình với H cũng sống chung như hai vợ chồng nhưng mình sai một cái là không đăng ký kết hôn. Thứ hai là mình cũng có với H một bé 5 tháng tuổi. Thứ ba, mình có kêu bạn H làm giấy kết hôn mà bạn H kêu là mất sổ hộ khẩu nên chưa làm, nhưng không ngờ bạn H lại làm giấy đăng ký kết hôn với bạn U. Thứ tư, lúc mình cưới, nhà trai có hứa là khi nào sanh xong thì làm đám cưới nên mình mới làm đám cưới trước. Với lại, bên gia đình nhà H lấy lý do dịch, mắc tang, gia đình bên H có nói sợ vô sinh nên đòi có bầu trước khi cưới. Thứ năm, từ ngày mình cưới tới bây giờ bên gia đình H vẫn qua lại với gia đình mình, chứ không hề có vụ nói chấm dứt ở đây. Nên tại sao khi H đám cưới với bạn U, gia đình mình không hề hay biết và gia đình mình không hề ép buộc H cưới. Và cũng không có chuyện mình khóc lóc đòi sống chết hay phá thai gì hết. Thứ sáu, bạn nói bạn chấp nhận cho H lấy mình, vậy tại sao lúc gia đình mình đến thì bạn lại đòi xem ảnh đám cưới và tỏ thái độ bất ngờ sau khi xem xong album? Quan trọng, nếu con họ muốn kết thúc và gia đình họ có lương tâm thì khi muốn cưới người khác phải lên nói chuyện với gia đình bên mình trước. Đằng này, họ im lặng đi cưới vợ cho con của mình trong khi tuần trước còn lên thăm cháu. Đọc đến đây chắc hẳn ai cũng thấy hách não vì không hiểu đâu mới là sự thật. Người đàn ông đèo bòng tạo ra cái kết rối não. Cuối cùng, người đàn ông quan trọng nhất cũng lên tiếng, song anh ta lại nhất quyết bảo vệ người phụ nữ mà anh chọn để đăng ký kết hôn, chứ không phải cô dâu đứng bên anh ta trong lễ cưới. Đưa ra những lý lẽ có vẻ hết sức hợp lý. Anh ta hỏi, gia đình bạn ấy nói em lừa gạt tình cảm. Vậy cho em hỏi có thằng nào ngu đến nỗi lừa hai người cùng lúc trong phạm vi Phan Thiết mà mời đám cưới rầm rộ không ạ? Vì giữ đứa con trong bụng mà hát phải làm một cái đám cưới bù nhìn. Chuyện hợp nhau thì sống chung, còn không hợp thì chia tay là chuyện bình thường mà. Anh ta cũng phủ nhận chuyện nhà cô T kia nói anh ta lừa tiền vì hát làm một tháng không dưới 30 triệu, còn bạn đó là giáo viên mầm non một tháng 3 triệu mấy. Anh ta vẫn chu cấp cho đứa con chót lỡ mà mình đã hết tình cảm với mẹ nó. Hát cho biết gia đình cô T kia đến nhà vợ anh ta quậy và anh ta sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Thật là một câu chuyện tình tay ba trớ trêu, chẳng cần nghe phần bùa đâu xa, nếu người đàn ông ấy rõ ràng trong các mối quan hệ có trách nhiệm với tình cảm của mình thì cả hai người phụ nữ đã không phải đau khổ với anh ta. Đây cũng là bài học lớn để giới trẻ soi chiếu trong các mối quan hệ, điển hình là con gái, sống chung có bầu trước hôn nhân chưa bao giờ là cách làm khôn khéo, lúc ấy đừng trách bản thân thua thiệt, kết quả vẫn là phụ nữ tự làm khổ nhau vì một người đàn ông không đáng.